Phương Hồng Mai, Chiếc Chè Bông xin chào cả nhà nha. Cả nhà ơi, hôm nay em có một cái lô mai, đó chính là hàng mai con quấn rễ, mà cái hàng dạng là mai dâm thưa cả nhà. Mai dâm thưa thì là cái loại này em đã âm xuống cát hết rồi, cho nên là cây nó rất là cứng cáp nha. Đây là phần bộ lá ha. Này, cây nó rất là cứng cả nhà. Nó cao tầm khoảng 50cm trở lên hết rồi nha. Cái lô này thì em thấy cây cũng rất là đẹp luôn á. Cái hàng này thân nhìn nó không, cái lá nó không có xanh mượt mà. Lý do là cái hàng này của em á là chuyên về cái phần gốc cả nhà, cho nên là cái gốc của cây này rất là cứng và cái rễ của nó rất là to. Thì bây giờ em sẽ quay một cái số cái bộ rễ cho chúng ta xem nha. Cây nó rất là già, già rồi cả nhà. Cái loại này trồng là mình không sợ chết luôn á. Và cái rễ lô này em thấy cũng rất là quái. Cả nhà nhìn thấy nè, nó cái rễ này nó rễ to lắm. Cả nhà nhìn thấy á, cái gốc nó như thế này ha, mà cái rễ nó lại to như thế này nè. Cả nhà nhìn thấy nè, cái rễ nó to muốn bằng cái cây, nó cũng bự hơn luôn nè. Có bí, nửa bí lò xo ha. Cái này bí không tròn nha, bí 2-3 khí nè cả nhà. Rồi có lò xo nữa nè. Đó, đây đó. Rễ rất là to và có những cái rễ quá như thế này nè. Đó, cả nhà nhìn thấy rễ sau này nó ra rất là đẹp. Và hàng này là đá hàng dâm thưa nè. Cả nhà nhìn nó ra rễ ngoài bầu nè. Cho nên là cây này rất là khỏe, mình trồng mình không có sợ bị hao hụt gì hết cả nhà. Đó, đây đó, nó có hình bí 3-4 khía nè, rồi lò xo ha, rồi nó đủ kiểu hết cả nhà. Hay những cái rễ quá như thế này nè đó, cả nhà nhìn thấy những cái rễ quá như này sau này á, lên hình á, nó đẹp lắm cả nhà. Đó, đây rồi, cây rất là già, cả nhà nhìn thấy nó xù luôn nè, già xù luôn á, già xù luôn cả nhà nhìn nè. Bởi vì hàng này mình dâm nó ra rễ hết trơn rồi nè, cho nên trồng mà về không có thấy sợ nó bị chết đâu. Cho nên là cây rất là cứng nha, cả nhà nhìn thấy nó mập ha. Cây nó già, nó vàng, xù cây luôn nè. Thì loại này chưa ăn khách hàng thì tiếp tục bán giá 9.500 một cây nha cả nhà. 9.500 một cây, 30 cây em ship mà không có bao phí ship. Còn nếu mà chúng ta lấy từ 100 cây trở lên thì em vẫn sẽ bao phí ship cho chúng ta luôn nha. Nó hàng cây là rễ rất là đẹp cả nhà. Rễ đẹp lắm luôn nha. Rễ này em thấy rễ quái, rồi nửa bí, rồi lò xo, nó đủ kiểu hết rồi cả nhà. Ba khía ha. Rễ cả nhà nhìn nó, rễ nó già luôn á. Cho nên là cây nó rất là khỏe, rễ nó ra nè. Đó, cây nó rất là khỏe, cho nên là cái lô này trồng về là chúng ta không sợ gì cả nhà. Bởi vì cây nó rất là cứng rồi. Rồi, cái hàng bên đây là em có tầm khoảng, cái này cao chắc khoảng 90 đến mét mấy nè cả nhà. Rễ thì rất là đẹp nha. 90 đến mét mấy ha. Đó, rễ như thế này đây. Cái này giờ chúng ta làm lục bình mà cũng có thể ghép luôn cả nhà. Cái này giờ dâm khoảng tháng 2 tháng thôi là ghép được rồi đó. Đó, cái rễ nè, cả nhà nhìn thấy cái rễ nó rất là to. Đó, nó nổi to lắm nè. Đó, cả nhà nhìn thấy ha. Rất là to cả nhà. Rễ thì nó cũng có hình nửa bí và lò xo. Đó, những cái rễ quái thú hết tùm lum hết nha. Đó, đây nè, cả nhà nhìn nè. Nó lồi lên luôn nè. Rễ nó cứng, cái lô này rễ to lắm. Đó. Loại này em bán với giá là 13.000 một cây nha cả nhà. Cao chắc khoảng 90 đến mét mấy mà gốc mập thù lù mà rễ rất là đẹp nha. Cho nên là giá là 13.000 một cây, em cũng xếp từ 30 cây cả nhà. Nếu mà ai lấy 100 cây thì em vẫn bao phí vận chuyển cho chúng ta luôn nha. Cái lô này cây rất là mập, cả nhà nhìn thấy nè. Mập ù luôn. Cây rất là cứng nha, cao khoảng 90 trở lên hết rồi cả nhà. Giá 13.000 một cây nha. Đó, 13.000 một cây. Đó, có này là lò xo nè. 13.000 một cây. Thì 30 cây em ship nha cả nhà. Còn nếu mà này, cả nhà nhìn thấy cái cây nó cao à. Ship không? Thì số lượng cũng không có nhiều ha. Số lượng này chắc tầm khoảng hơn 500 cây à. Rồi, giá là 13.000 một cây nha. Ai lấy 30 cây thì trở lên thì em ship nha cả nhà. Rồi em có cái loại khác nữa, cái loại 8.000 một cây nha. 8.000 một cây thì cao cũng khoảng 60 hết rồi cả nhà. Rễ thì nó cũng đủ kiểu tùm lum hết. Đây, nó rễ nó quấn cũng có thú nè. Rồi cũng có lò xo đứng nha, lò xo nằm. Nó đủ kiểu hết nha cả nhà. Thì cái loại bên đây thì cây nó cũng mập lắm nha. Cây cũng rất là cứng cáp nè. Giá thì có 8.000 một cây thôi nha. 30 cây em vẫn ship nha cả nhà. Thì nếu mà 100 cây thì em vẫn sẽ bao phí vận chuyển cho chúng ta luôn nha. Rồi đó là những cái lô mai của bên vườn mai của Chiếc Chè Bông ha. Ai thích thì xin hãy liên hệ bên em nha. Em sẽ ship và chúng ta khi nhận hàng mới thanh toán tiền ha. Và đặc biệt là em lưu ý cái là khi gửi á, cái này qua đường bưu điện á cả nhà, cho nên nó sẽ bị rụng một ít lá. Tuy nhiên mai mà lá rất là nhiều cho nên là rụng cũng không
không sao hết nha. Cái này rụng cũng không sao, chúng ta chỉ cần có kỹ nữa thì chúng ta lãi lá luôn. Sau đó tưới dưỡng rễ rồi trồng hết cả nhà. Đó, hàng mai dâm thưa rất là đẹp nha. Rồi, rất là mong được sự ủng hộ của cả nhà nha. Có hàng mai từ 90 đến mét mấy nha cả nhà. Giá 13.000 cây, để bí lò xo nữa, trái bí, thú này kia ha. Xin cảm ơn cả nhà đã quan tâm theo dõi nha.